Bây giờ hạn mình đang chuẩn bị lên dẫy nên mình lại về quê để thu hoạch khoai lang nha mọi người ơi. Mình đã mặc bộ bảo hộ của mẹ ở nhà, bộ nào để mặc đi làm hết cho nên là bà bảo mặc mấy cái áo của bà này thì dọc cho dễ. Thế là mẹ mình đã cho mượn đồ này, quần cũng thế, áo cũng thế luôn. Tí nữa lên dẫy thì mình sẽ thay một đôi giày. Dép thì là được. Giờ chuẩn nông dân chính hiệu chưa? Mẹ mình thì xe thì mình để ở đây này, xong mình sẽ đi riêng, còn mẹ mình thì sẽ đi xe máy tại vì là bà phải chở khoai ở bên đó sau ấy, cho nên là mỗi người đi một xe. Mẹ mình thì đang chuẩn bị đổ dầu vào đây để chuẩn bị lên dãy lên đường. Bà tiết kiệm lắm, xăng cũng thế, mỗi lần đổ chỉ có tí à. Không có đổ nhiều. Đổ ít một thôi, không đổ nhiều vào thì tại vì đến mùa đông là mẹ mình cũng không có đi mấy đâu, chỉ có mùa này thì đang còn kiểu là chưa thu hoạch hết ấy. Mấy hôm nữa lại còn đi gì nhỉ, thu hoạch vừng nữa cơ mọi người ơi. Nhưng mà chắc là phải tầm một tháng nữa nó chưa có già. Đấy, cái chỗ đằng sau thì bà sẽ để đồ xong bà trở về, rất là hoành tráng luôn. Ở trong làng này mấy bác, hầu như bác nào cũng có cái xe này. Năm nay thì mẹ mình cũng trồng được mấy dặm khoai mọi người ơi. Nói chung là khoai nhưng mà kiểu dặm khoai, khoai bỏ đấy. Nhà mình thì ít ăn lắm mà không biết là nó này mẹ mình nó có bán cho ai không thì mình cũng không có hỏi. Nhưng mà thường thường là chia cho mấy gì này, mỗi gì một ít xong lại kiểu cho người thông gia đấy. Hầu như năm nào cũng thế. Nhưng mà bà không trồng thì kiểu buồn, mà đất thì lại để trống, cho nên là hôm nay là mình về đây là anh Su cũng rất là cào nhàu luôn. Bảo mẹ đã hứa với con là mẹ không có trồng mấy rồi mà mẹ lại trồng. Vùng quê thì rất là yên tĩnh luôn, chẳng có bóng người gì cả. Thỉnh thoảng có một hai con gà gáy tí, xong tiếng chó sủa là hết mọi người ơi. Mấy bác có tuổi thì các bác ấy lên trên dãy sáng sớm đi, xong tối mịt mới về buổi trưa, tranh thủ ăn 10-15 phút xong đã đi tiếp rồi. Khỏe lắm, mình không bao giờ theo được. À, bà đang tìm cái tập dề. Rõ ràng là cầm hai cái, bây giờ nó có một cái. Nước hai mẹ con mình mang đi uống. Mẹ mình sẽ lên dãy bằng xe máy trước, xong mình sẽ theo chân theo sau nha mọi người. Cửa thì không cần khóa, cứ để đấy. Bà bảo thế. Quanh đây thì cũng không có trộm nữa gì đâu mọi người. Ô, chết rồi. Xe của mình nó ở đây. Chết các thơ thuy đâu, bá chết các mà mắt. Thuy. À đê. Mình bảo có cần mình lùi lại không, bà không cần, thế là đi được rồi. Nhìn bà chạy xe rất là hoành tráng luôn mọi người. Mà. Ừ. Bảo mẹ ơi mát lắm, may nó chỉ hơi nắng một tí thôi, nhưng mà được cái nó có gió, do ảnh hưởng bão ở bên Nhật đó mọi người. Mình sẽ đội cái nón này cho nó mát chứ không cũng nắng. Nè. Mẹ mình chưa bảo đội cái nón này, mặc đồ phát là nhìn giống người nông dân thực thụ ngay. Không biết là khoai năm nay có được mùa không, chứ năm ngoái là nhiều củ lắm. Sai ơi là sai, tại vì đất ở đây được cái nó tốt đấy. Có nhiều chị bảo là không biết là có phun cái gì không hay là cho cái gì không, nhưng mà mình thấy ở đây trước khi người ta làm cái gì đấy ấy, người ta trồng trọt cái gì thì người ta cày đất để xong người ta đã cho một cái lớp đất dinh dưỡng xuống rồi. Với lại cái đợt mùa đông cũng thế nhá. Không biết có phải vì lý do thế mà cây cối nó cứ sum xuê ra không biết. Vậy là giữa chừng nó cũng cho kiểu đạm này rồi những cái gì nhỉ? Nói chung mình không biết tên nhưng mà nói chung là cũng có đúng không người ơi. Bà đang bảo là thử hái tháo táo ăn thử. Nó già rồi đấy. Xoa xoa tí là ăn được luôn, không phải rửa. Nè, mà nó ăn thao đây. Không ngọt mấy bình thường. Nè.
Đây là mọi người, chỗ này là chỗ khoai, hôm nay hai mẹ con mình sẽ bới nguyên một hai rằng chứ nhỉ, một dãy này, hai dãy đó mà luôn lan tỏa ra nhiều lắm, cỏ cũng nhiều luôn. Đấy, bà sẽ cầm một cái liềm, bà phạt cái dây trước, sau đó mình sẽ bới củ sau. Thao khoai mình cứ tưởng là cầm nhổ như lạc nhưng mà không nha mọi người, bà sẽ dắt cái dây của nó trước, sau đó lấy một cái, có cái đồ nghề của bà cơ. Đây tí nữa mình sẽ đào. Mình đang dạy mọi người đào như thế nào ấy. Mình thật sự cái này thì mình không có kinh nghiệm. Mình không có làm bao giờ mấy. Nhổ phát nó lòi ra một củ nho nhỏ, nhưng mà bên dưới nó còn to hơn thế này nữa cơ. Cái thằng gặp một chút. Chưa kịp rồi. Chưa rồi. Mình bớt cái chút quất ta. Ôi cái này một khuôn chứ. Ôi vừa nó cầm hai cái là đâu, cái là cái. Rồi, rõ rồi. Nhưng nó rơi đâu à, đây quá. Củ khoai nó tím nặng luôn. Đấy, khoai nó trốn ở bên dưới. Sao bị đứt rồi nhỉ. Đấy. Ui bão như là kiến kìa. Nó cũng nóng tốt hơn này. Chắc là không có củ. Chắc là nhiều củ. Không có nhiều củ để bà bán. Mà lại không có củ mình. Ồ, kia có củ. Rồi, to chưa? Thao to. Đây, bây giờ mình sẽ sử dụng cái này xong mình bới mọi người. Bới cẩn thận, ông sợ nó băm vào lại khoai chứ. Nhẹ nhẹ. Nhớ năm ngoái mình làm cái này rất là nhiều người phê bình. Bà lại ngồi ngược đầu, mình cũng không hiểu là ngược ở chỗ nào đâu cơ, nhưng mà nói chung là mình ngồi cái chỗ nào thuận tiện thì mình ngồi ấy, kiểu như thế. Ồ, này, bị con gì nó ăn hết rồi này. Nhẹ tay, nhẹ tay. Đứt hết không được. Ui, nếu có củ to này mà bị mất một nửa. Oh, đây, mất nguyên một nửa phí chưa. Gọn đây là mẹ mình lại cắt ra bà ăn. Wow, wow. Ông mà bắn chắc khờ. Tiếc chưa. To lắm. Nó ít cũng được mà nó to thì này, mình thấy là ok hơn đấy. Ồ. Năm này là khéo rồi, thông minh hơn năm ngoái rồi. Đây nữa. Thêm một em nữa này. Nhẹ nhàng không, lấy cái này mà băm vào khoai thì nó không có được đẹp ấy. Làm mình không bán được ấy. Rất là tiện luôn cái này này. Khi mà người ta nhổ cỏ người ta cũng cầm cái này người ta xẹt xẹt nha. Wow, đây lại có một em nữa. Wow. Hai củ to chứ. Cái này kiểu như mình phải làm cẩn thận ấy, kiểu sợ nó bị gãy, nó nhìn nó không có được đẹp, cho nên là phải đào bới. Đây là cái thành quả của mình này. Vừa nãy cái điện thoại nó nóng quá nên tự động nó cắt nha mọi người. Đây là chỗ khoai. Vừa nãy mình đào, còn mẹ mình thì rất cây, rất cái dây của nó đấy, cho mình dễ làm. Củ nào củ nấy nói chung là rất là ngon luôn. Chỗ ăn thì sợ. Này, bà bảo là tí chọn mấy củ nào đẹp đẹp mới mang về. Mình bảo con không biết đâu, chắc là con chỉ lấy khoảng tầm 5 củ thôi, 4 củ nhỏ nhỏ thôi, chứ còn củ to này thì mình luộc lâu ấy. Không thể khói không vỡ. Có củ to quá nào mà không được.
Ôi thật. Wow. Ôi, nhìn nó này. Ayo, 둘이 앉아서 놀자. 네. 엄마 천천히 하세요. 오, 천천히. 봐봐, làm chậm chậm không mệt. Rất nắng này. 눈은 많이 있어. Chưa chưa đau thêm chưa nó chưa 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 chưa. Xin mời xin nó xem. 와 이거 안에 멀었어. 멀었어. 속에 너 싸우고 가. 응. 이거 봐라. 네. 오. 너무 안 해. 오. 뭐 뺐냐? 좋네. 네. 왕수도 영상 보고 있는갑다니. 네. 지금요? 아까. 아, 아직 안 봤어요. 아까 왜 너 전화 안 받냐고. 아. 이쪽에는 nhiều củ lắm mọi người. 진짜 많나겠다. 네. 3, 4 củ một gốc. còn cái to chứ. 야, 이놈만 캐고 바로 턱 해요. 조금 턱 해요, 엄마. 어? 조금 턱 해세요. 조금 턱 해야요? 네. 와,
Ôi, cái chỗ này nó tụ tập thành mấy củ mọi người ơi. Mẹ mình thì đang đi lấy bao rồi. Vừa nãy là bới ở cái bên này, nhưng mà giờ nó có ít củ tại vì mẹ mình trồng sau khoảng mấy hôm ấy, nên bà bảo để lại. Là mình chỉ làm cái chỗ này là được. Bà đi lấy bao xong hai mẹ con mình cho bao xong còn kéo lên trên bờ. Đây cũng xa lắm. Đây kiểu đường dốc ấy. Ôi trời. Mồ hôi nó chảy xuống mắt cay ấm ấm luôn mọi người. Làm có tí tí chết thôi. Đấy, những thành quả hai mẹ con mình vừa bới được này. To tròn. Mà giống khoai này nó không dài nhỉ mọi người. Mình tưởng khoai nó dài dài nhưng mà nó kiểu như thế này thôi. Đấy. Tròn tròn. Cái này mà mình thái mỏng ra xong mình làm bánh khoai cũng rất là ngon luôn. Tươi nhỉ, thao bỏ. Anh ấy thật chứ cũng có. À. Mà bóc dễ lại mong mày. Cái mấy cua nhỏ nhỏ này luộc ngon. Cái khổ khổ khá bà rồi. Thế sao mà vô mà chết chết. Đây, con bóc cái bóc phẩm của cô. Đây. Cái cơ bóc cô. Ừ. Bóc này bóc mình mang về. Bà cứ bắt mang về nhà mình cũng chỉ nó bán đâu. Mình đi lấy bọc xong hai mẹ con mình nhặt vào. Xong khiêng lên kia cho bà nữa cơ. Bây giờ mẹ mình sẽ cho lên xe máy xong rồi bà trở về. Mình bảo nếu mà lặng ấy thì mình sẽ cho lên xe đây xong rồi trở về. Nhưng mà bảo xe máy bảo mới sửa xong. Không vấn đề gì hết. Bà đang nóng cho nên này ngồi đây đợi một lúc. Nó đỡ đã chứ không nắng lắm. Ông bà Khái kêu cho tôi. Này ông bà chú đây à? Ừ. Bà cầm cái cây của mình. Mình phải về thì bà mới banh được. Để cho khách kêu mà. Để.